Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Quốc Huy sẽ trở lại chương trình tin tức bằng phần điểm tin Việt Nam. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một vụ cháy ở tại quán karaoke ở tại Hà Nội đã gây nhiều sự bàn tán trên mạng xã hội. Xuất phát từ vụ này là từ một đốm lửa hàng biển quảng cáo, ngọn lửa đã bùng lên và thiêu cả dãy quán karaoke khiến cho 13 hành khách thiệt mạng. Thì hàng chục người khác phải đu ống nước theo thang thoát thân. Một ngày sau vụ hỏa hoạn tại quán karaoke 68 trên đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, khu vực này vẫn bị phong tỏa bằng barrier, có khu vực bảo vệ và 4 căn nhà cao 8 đến 9 tầng liền kề nhau cháy nhằm nhở, phủ đầy bụi đen, mặt tiền gơ khung cửa biển quảng cáo. Công an tiếp tục khám nghiệm hiện trường, người tham gia giao thông đi qua đều ngoái lại nhìn, nhiều người dừng hẳn xe bảo vệ bên đường. Và bên vệ đường lấy điện thoại chụp lại, nhân viên những nhà hàng xung quanh ít nhiều bị ảnh hưởng bắt đầu dọn dẹp tàn tro. Đến gần dãy nhà bị cháy, lẫn trong gió ngửi thấy mùi khét trộn lẫn mùi hương. Trong câu chuyện của người dân xung quanh đều xoay quanh vụ hỏa hoạn vừa xảy ra khiến cho 13 người tử vong. Nhà chức trách cho biết nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do thiếu thận trọng khi hàng bản quảng cáo tại tầng 2 quán karaoke 68 Trần Thái Tông. Một số nhân chứng gần hiện trường kể là đám cháy ban đầu là đốm lửa nhỏ ở phần mép biển quảng cáo ở mặt tiền tầng 2 rồi lan rộng. Nhân viên trong quán dùng bình cứu hỏa khống chế nhưng bất thành. Thời tiết khô kèm gió khiến cho đám cháy nhanh chóng bốc cao và lan rộng trên các tầng trên và ba nhà kế bên. Nhân viên các quán vội vã tháo chạy ra ngoài, một số người đi đường đã tham gia hỗ trợ khống chế đám cháy và cứu hộ, song chỉ một số người tầng dưới thoát nạn ra ngoài an toàn. Người nam quản lý của một quán karaoke cách đó hai nhà cho hay, đám cháy bùng phát nhanh chỉ trong vài phút, ngọn lửa khói đã bao trùm toàn bộ tấm biển quảng cáo ngoài mặt tiền của quán karaoke và lan vào các phòng phía trong. Theo anh này, một số nhân viên phía tầng dưới quán 68 đã chạy kịp ra ngoài. Hơn 10 nhân viên ở các tầng từ tầng 6 đến tầng 8 đã leo theo đường thang bộ phía sau tòa nhà rồi lên tầng trên thoát sang các nhà kế bên. Các nạn nhân ở tầng giữa bị mắc kẹt vì đám cháy quá lớn. Anh Phạm Đức Nhân, 26 tuổi, ở Nghệ An, một trong những nhân chứng đầu tiên có mặt tại hiện trường kể lại. Thời điểm xảy ra đám cháy rất hỗn loạn. Một số nhân viên gào thét hô quán cứu người, một số dùng bình cứu hỏa mini khống chế đám cháy lan vào tầng 2-3 của quán nhưng bất thành. Cũng theo nhân chứng này, khi chạy vào cùng một số người để ứng cứu các nạn nhân, anh thấy một người đàn ông chạy xuống cầu thang và cầu cứu, nói với các tầng 5-6 còn nhiều khách trong đó. Tuy nhiên tôi và một số người khác leo được lên tầng 3 bị chặn lại bởi khói đen và lửa. Từ đây mọi người lại hô quán chạy ra ngoài để nhằm bảo đảm tính mạng. Và anh Nhân nói là may mắn thoát nạn. Anh Đỗ Toàn Quốc khóc kể là cả nhóm 6 người mới vào trong phòng chưa hát bài nào thì thấy khói bịt mù. Mấy anh em hô nhau lao từ tầng 6 xuống tầng 5 rồi chui ra thang thoát hiểm ở phía sau tòa nhà vì khó thở. Trong nhóm đó anh Trần Quốc Khánh 23 tuổi đi vệ sinh không thoát kịp. Bảo vệ nhân viên nhà hàng xung quanh kể khi ngọn lửa ngùn ngục bốc lên từ phía trước kèm khói đen đặc, nhiều người đã đu ống nước thoát thân bằng thang thoát hiểm phía sau các tòa nhà. Nhân chứng cho hay khi đám cháy lan từ quán karaoke 68 sang nhà kế bên, hệ thống cửa cuộn nhà này bị sập xuống khiến một số người xích chút nữa là chết ngộp. Các nam nhân viên phải dùng xà beng cạy cửa để cả nhóm cùng thoát nạn. Kính thưa quý vị, là mưa lũ miền Trung đã làm 3 người mất tích. Chiều 2 tháng 11, lũ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang rút dần, nhưng tại Quảng Nam lại đang lên do mưa to và thủy điện xả nước. Mưa lũ khiến 3 người mất tích, nhiều tuyến giao thông đã bị chia cắt. Chiều ngày 2 tháng 11, ở các huyện vùng lũ Tuyên Hóa, Minh Hóa, mưa đã ngừng, nước rút dần. Người dân đang dọn rửa nhà cửa, quét bùn đất để ổn định cuộc sống. Đợt mưa lũ trong 3 ngày qua khiến 18.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập sâu từ nửa tới 2 mét rưỡi. 3 người mất tích do lũ cuốn, trong đó có một nữ sinh lớp 12, trú xã Sơn Thủy, Lệ Thủy, mất tích vào sáng nay. Được cha chở bằng đò vượt lũ đi học, khi đến cánh đồng thôn Mỹ Hòa, sóng to khiến đò lật, 4 nữ sinh đi cùng bám vào đò nên thoát nạn, trong khi em này bị nước xiết cuốn mất tích. Nước lũ tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Đức Thọ đã rút khoảng 1 mét so với chiều qua. Ở rốn lũ thì huyện Hương Khê, chiều nay trời mưa nhỏ, còn 7 xã với hơn 800 hộ dân vẫn bị ngập, trong đó có một số xã đã ngập sâu 1-2 mét như là Phương Điền, Lộc Yên, Gia Phố, Phương Mỹ. Người dân phải di chuyển bằng thuyền, mọi sinh hoạt khá là khó khăn. Một số hồ chứa thủy lợi ở Hà Tĩnh vẫn đang xả lũ điều tiết nước. 7 giờ vào ngày 2 tháng 11, thì hồ chứa nhà máy thủy điện Hố Hô giáp ranh địa bàn Tuyên Hóa, Quảng Bình và xã Hương Trạch, Hương Khê xả tràn với lưu lượng 329 mét khối trên một giây.
Đêm qua, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to. Tại xã Đại Lãnh, Đại Lộc, được xem là rốn lũ của tỉnh Quảng Nam, tuyến đường điện thoại 609 đoạn qua cầu Khe Triên đã bị ngập sâu gần 1 mét. Nhiều tuyến đường liên thôn đã bị chia cắt. Người dân phải dùng ghe thuyền vận chuyển xe máy. Xã Đại Lãnh nằm đầu nguồn sông Vu Gia và sông Côn. Trên hai lưu vực sông này thì nhiều thủy điện được xây dựng. Trước đây các nhà máy thủy điện xả lũ đột ngột khiến bà con trở tay không kịp. Giờ các nhà máy xả lũ từ từ nên không lo lắm. Tuy nhiên, chính quyền xã vẫn chủ động thông báo để bà con nắm được tình hình, đưa đồ đạc lên cao tránh gây thiệt hại, ông Yến cho biết. Theo cơ quan khí tượng, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với gió đông trên cao, nên từ ngày 2 đến 4 tháng 11, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến là 100-200mm. Riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 200-400mm, có nơi trên 400mm. Vì thế, lũ các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên sẽ lên báo động một hay hai lần gì đó. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị, một bản tin từ trong Việt Nam khiến cho đồng bào chúng ta quan tâm là một người nữa là bác sĩ Hồ Hải đã bị bắt giam vì tội 88 lật đổ chính quyền nhân dân. Theo tin từ Cổng Thông tin Điện tử Công an Sài Gòn, chiều ngày 2 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra đã phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt giam bác sĩ Hồ Văn Hải với các cáo buộc là tán phát thông tin tài liệu chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên Internet. Bác sĩ Hồ Hải năm nay 52 tuổi, trước kia là bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Sau đó bị sa thải từ năm 2004, bác sĩ Hồ Hải mở phòng khám đa khoa tư nhân, khám chữa bệnh cho đến ngày bị bắt. Được biết là bác sĩ Hồ Hải cũng là chủ tịch kiêm người sáng lập quỹ khuyến học Tây Du. Ông là chủ nhân của trang blog Hồ Hải và trang Facebook có cùng tên, đăng tải các thông tin về khuyến học và bảo vệ môi trường, v.v. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin thế giới Hoa Kỳ và Việt Nam. Jenny và Phước Quy xin thân ái tạm biệt quý khán giả của đài truyền hình Việt Mỹ. Chúc quý vị có một ngày an lành và hạnh phúc.